cái hình mấy lá cờ nè, thì bây giờ trước tiên chúng ta vẽ cái sợi dây trước, số 1 tại đây. Nhớ là cho không màu. Cái viền của nó thì màu xanh gì đó đi, màu đỏ gì cũng được. Rồi như vậy số 1 tại đây. Và nó sẽ cong lên đây. Gần giống thôi, không cần phải y chang trong 100. Rồi, ok. Rồi, chúng nó thì mình sẽ mang qua bên đây. Rồi. Bây giờ nếu mà có bốn cái thế này á, thì cực kỳ đơn giản. Nhưng mà ví dụ đi, ví dụ thầy làm một cái mẫu mới này, ví dụ thầy vẽ hình tam giác. Polygon tool. Hình tam giác nó có ba cạnh thôi. Rồi. Ví dụ cỡ như vậy. Rồi, thầy tô cho nó cái màu bất kỳ, màu xanh. Rồi, không viền. Rồi, thì bây giờ chúng ta muốn cho cái này á, mà nó bám đều như thế này á, thì trước tiên thì bước thứ nhất chúng ta cứ xoay lại cho nó đúng kiểu đó. Đó, đúng kiểu như vậy trước. Sau đó mình mở cái bảng Windows, chọn là Brush. Window Brush. Ở đây nè. Đó, chúng ta nắm này, chúng ta thả vào trong đây. Đó, thì chúng ta chọn cái Scatter Brush. Scatter Brush, nhấn OK. Đó, rồi chỗ này chúng ta chọn là OK luôn. Rồi, là nó nằm trong đây rồi. Đó, sau đó bây giờ mình mới nhấp vô cái này. Rồi mình chấm vô cái này. Là mấy lá cờ nó bám theo cái đường này luôn. Đó. Sau đó chúng ta double click cái scatter brush này. Rồi chúng ta chọn là rotation gelatin, chúng ta chọn là path và chọn preview. Đó, chúng ta thấy mấy lá cờ nó bám đều không? Tự động nó cong theo luôn. Rồi, sau đó chúng ta giảm cái spacing, cái khoảng cách tăng giảm nó đi. Rồi ha, cho nó thay đổi nè. Đó. Rồi cái scatter cho nó bám nè. Thì đúng không? Là những OK cái apply to stroke là cho thấy là nó bám gì không? Nó bám như vậy. Đó là cái phương pháp làm một đối tượng nó bám theo một đường dẫn hàng loạt là cách làm như vậy. Còn nếu mà nó đơn giản như cái hình bên này á, nó chỉ có vài cái thôi á, thì vẽ thủ công cho nó nhanh. Hiểu không? Ý thì nó là như vậy. Đó, nếu mà ít quá như vậy thì mình vẽ luôn pen cho rồi cho nó giống luôn, nhưng cần kia cho nó lâu đây, cứ ngồi vẽ gì chịu khó ngồi vẽ thôi vậy thôi. Đó, vì vậy nó ôi sao nó đơn giản quá thầy ngồi vẽ, nhưng mà tùy tình huống, nếu mà nó như vậy thì ngồi vẽ thì đi cho nó xong vậy rồi. Đó, chịu khó. Đó. Còn nếu mà bám hàng loạt mà nhiều á thì chúng ta dùng cái cách brush của thầy đó thì nó sẽ nhảy đều, còn không cứ vẽ như vậy là được rồi. Nha, thôi mình chọn hết bốn cái này rồi, sang bên kia rồi hút màu thôi. Cái này với cái này y hút rồi, cái này với cái này hút. Rồi còn cái sợi này thì cái viền của nó thì cho nó màu xanh và nó dưới là được. Không màu, viền của nó màu xanh. Đấy, nhầm rồi, cái này nè. Rồi viền màu xanh rồi, mình cho nó xuống dưới sau với mấy cái kia control mỗi ngặt vuông. Rồi cái này thì mình che cho nó lên, che nó xíu. Rồi. Đó, không thành vấn đề đâu. Đó, như vậy thôi là xong. Rồi, ai cẩn thận thì có thể xoay nhẹ nó một cái, xoay nhẹ cho nó nhìn hợp lý hơn. Đó, chuyện này chuyện nhỏ thôi, chứ như mình treo mấy cái lá cờ nhỏ nhỏ lên trên. Đó, rồi làm thầy thầy tiếp phần này, cứ mỗi phần làm chút chút như vậy ha.